Xin chào các bạn. Mình là Thúy Hiền. Còn mình là Anh Quân. Và chúng mình đến từ Học tiếng Anh cùng iStart. Và các bạn thấy đấy, chúng mình đang có mặt tại một địa điểm lung linh sắc màu vô cùng tấp nập. Và ở đây có rất nhiều hoạt động mua sắm náo nhiệt. Và mọi người đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này. Các bạn có biết chúng mình đang ở đâu không nhỉ? Và chúng mình đang có mặt tại con phố Hàng Mã. Nơi đây phải gọi là một địa điểm có sức hút bậc nhất đối với những người dân thủ đô và những người đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong mỗi dịp Trung Thu, khi đến với Hàng Mã thì các bạn như là có một vé về tuổi thơ vậy. Và mình thực sự là cũng có một cái cảm giác đấy đấy các bạn. Cứ như là có một cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon mở ra, bước vào và đây rồi, tuổi thơ của mình đây rồi. Và mình như là được trở về tuổi thơ, thấy những cái món đồ truyền thống mà từ hồi còn nhỏ mình rất là thích. Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình khám phá con phố Hàng Mã và học 15 từ vựng tiếng Anh về chủ đề Trung Thu nhé. Trước tiên là tên gọi của lễ hội truyền thống Mid Autumn Festival, Tết Trung Thu. Mid Autumn Festival được diễn ra vào the 15th of August, rằm tháng 8, theo Lunar Calendar, âm lịch hàng năm. Và Tết Trung Thu là Tết của trẻ em, Tết thiếu nhi, hay còn được gọi là Tết Hoa Đăng hay lễ trông trăng. Và Tết Trung Thu còn được biết đến với tên gọi là Tết Đoàn Viên. Sở dĩ mà chúng ta có tên gọi này là bởi vì vào dịp Tết Trung Thu, người Việt có truyền thống làm một mâm cỗ để cúng lên tổ tiên, những người đã khuất. Và tất cả các thành viên Family Reunion đoàn tụ và phá cỗ trông trăng. Các bạn có biết không? Nhiều người nói rằng là Trung Thu ở Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng mà không phải vậy đâu các bạn. Trên thực tế, nếu như mà đi vào các giai thoại hay là các câu chuyện thì mỗi một đất nước đều có các cái nguồn gốc riêng về Trung Thu. Nếu như ở Trung Quốc thì người ta nói về chuyện tình cảm giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ, thì Việt Nam của chúng ta thêu dệt nên một câu chuyện về The Moon Boy, chú quậy, và The Moon Lady, Hằng Nga. Nhưng mà thôi kệ đi, dù nguồn gốc có như nào đi nữa thì mình tin chắc rằng là ẩn sau đó đều có một cái câu chuyện hay một cái thông điệp, một cái ý nghĩa sâu sắc gì đó muốn gửi đến tất cả các bạn. Nếu như mà vào dịp Tết truyền thống của Việt Nam có bánh chưng xanh, vào dịp Tết Hàn thực thì có bánh trôi, bánh chay dẻo quạnh, thì chắc chắn rồi vào dịp Tết Trung Thu của chúng ta thì chúng ta không thể nào bỏ qua được mooncake, bánh Trung Thu. Và mooncake có một cái ý nghĩa là chúc cho mọi điều trong cuộc sống được tròn đầy, viên mãn, cho nên mooncake đã trở thành một món ăn và là một món quà mang giá trị tinh thần không thể thiếu đối với người dân Việt Nam vào mỗi dịp Trung Thu. Và ở Việt Nam chúng ta thì gồm có hai loại bánh chính, đó chính là sticky rice mooncake, bánh dẻo, và baked mooncake, bánh nướng. Không biết là khẩu vị của các bạn thế nào chứ mình thực sự là mình rất là thích baked mooncake, đặc biệt là bánh nhân thập cẩm, bởi vì nó được làm từ các nguyên vị khác nhau cho nên mình có cảm giác là nó mang một cái hương vị rất là truyền thống và đặc biệt. Đèn ông sao sao nó cánh tươi màu, cánh đây rất dài cánh cao quá đầu. Và câu hát này đã trở thành huyền thoại vào mỗi dịp Trung Thu. Mỗi khi được nghe câu hát này, trong lòng mình có cảm giác gì đó rất là đặc biệt. Và đèn Trung Thu là Star-Shaped Lantern. Đèn Trung Thu được làm từ giấy gió và tre, được vẽ nên những họa tiết đặc sắc. Và đèn Trung Thu biểu tượng cho sự ấm no và hạnh phúc. Vậy là ngày Tết Trung Thu đã cận kề rồi. Mình chúc các bạn có một cái Tết Trung Thu đoàn viên ý nghĩa bên gia đình của mình. Đặc biệt là nhớ dẫn người yêu của mình đến phố Hàng Mã đi chơi nhá. Nhưng không phải ai cũng có người yêu. À thế à? À thế làm sao mà ạ? Và mình chúc các bạn dịp Trung Thu này sẽ có một Trung Thu hạnh phúc bên gia đình. Và bạn nào chưa tìm được một nửa của mình, hãy sớm tìm được người thương của mình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.